Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau. Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm việc với Lâm Đồng về triển khai các hoạt động tín dụng chính sách. Một lòng dân với ý đảng, làm hết việc, không làm hết giờ. Ấn tượng tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2024. Di Linh giải cứu thành công 5 người mắc kẹt giữa dòng nước lớn. Thêm nhiều nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, hôm nay 7 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có những ý kiến góp ý liên quan đến nội dung này. Các đại biểu Quốc hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng. Bày tỏ ý kiến đối với chính sách thực hiện tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Văn Hiển, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng Đà Nẵng là địa bàn thí điểm trước, tiếp thu các chính sách của các địa phương khác, về cơ bản các chính sách này là phù hợp. Riêng đối với chính sách thứ 5, tại khoản 4, điều 8, dự thảo nghị quyết, thì chính sách này là phù hợp và thể chế hóa trong quy định tại nghị quyết số 26 về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ công chức cấp chiến lược, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, đó là liên thông được giữa cán bộ công chức cấp xã và cán bộ công chức nói chung. Do vậy, để triển khai được chính sách này, cần phải có nhiều giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã. Trong đó, đề nghị quá trình triển khai, cần xác định tiêu chuẩn về tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức cấp xã, phải được nâng cấp tương xứng với vị trí việc làm, tương đương với các tiêu chuẩn, điều kiện công chức cấp huyện, để tạo thuận lợi cho việc luân chuyển điều động. Về năm chính sách mới Đà Nẵng lựa chọn đều là đột phá chiến lược về kinh tế xã hội địa phương trên nền tảng công nghệ xanh, sạch, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo như đầu tư phát triển khu vực thương mại tự do, phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo rất phù hợp. Tuy nhiên, cần phải có những lựa chọn quy định cụ thể, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược. Để góp ý thêm thì tôi có hai ý kiến. Thứ nhất là về chính sách thu hút đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược quy định tại điều 12 thì đưa ra 6 cái điều kiện. Tôi rất là đồng tình với lại 6 cái nhóm điều kiện này. Theo tôi thì các cái điều kiện này thì vừa phù hợp và có tính khả thi, vừa bảo đảm để Đà Nẵng có khả năng thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhưng mà cũng vừa có những tiêu chí chú trọng nhiều đến nâng cao chất lượng, tầm vóc và uy tín của nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa cái chất lượng và tầm vóc của nhà đầu tư chiến lược, thì dự thảo cũng có thể xem xét bổ sung thêm các cái điều kiện như là ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược có cam kết bằng văn bản chuyển giao sớm hơn các quyền sở hữu công nghiệp, các cái công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hợp tác thực chất hơn với các doanh nghiệp địa phương nhằm chuyển giao công nghệ, kiến thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hỗ trợ phải phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo cho địa phương. Ý thứ hai là về phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thì chỗ này tại điểm E, điểm G, khoản 2 của điều 14 thì có quy định là các cái cơ quan hướng dẫn kiểm soát quá trình thử nghiệm thì được miễn trừ trách nhiệm dân sự. Thì theo tôi thì cần có cái chỉnh lý lại là trong trường hợp này thì các cái chủ thể nêu trên được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp để xảy ra thiệt hại và rủi ro gây ra cho nhà nước. Còn đối với trường hợp mà gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Cũng liên quan đến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội một số địa phương cũng bày tỏ đồng tình, thống nhất cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến cho rằng các chính sách cho khu thương mại tự do chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, chưa cụ thể, chưa xác định được lợi thế cạnh tranh, chưa đánh giá tác động về an ninh, quốc phòng và chưa có chính sách nổi trội, bứt phá. Nhiều chính sách về thuế còn điểm tương tự như khi áp dụng với khu kinh tế. Vì vậy, đề nghị làm rõ khái niệm khu thương mại tự do, các điểm giống và khác so với khu kinh tế, khu phi thuế quan, bổ sung kinh nghiệm quốc tế trong hình thành và phát triển mô hình này để làm rõ căn cứ thuyết phục, đồng thời giao chính phủ nghiên cứu đề xuất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mô hình khi thực hiện.
Có ý kiến đề nghị để đảm bảo xây dựng các chính sách về khu thương mại tự do, tạo sự bứt phá vượt trội, đề nghị cần xây dựng một đề án riêng về khu thương mại tự do trình Quốc hội xem xét, quyết định. Sáng nay 7 tháng 6, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội và ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh đã làm việc với đoàn. Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, rà soát đối tượng vay vốn, giải ngân kịp thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, xây dựng các điểm giao dịch xã kiểu mẫu, tổ tiết kiệm và vay vốn kiểu mẫu trong thực hiện tín dụng chính sách, công khai kịp thời các chủ trương chính sách, thủ tục vay vốn để người dân được biết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay. Cụ thể, đến hết tháng 5 năm 2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng là hơn 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 364 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay năm 2023 và 2024 hơn 2.600 tỷ đồng trên 54.000 lượt khách hàng vay. Riêng 5 tháng đầu năm 2024 là 943 tỷ đồng trên 20.500 lượt khách hàng vay vốn. Về hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, đến tháng 5 năm 2024, toàn chi nhánh có hơn 2.464 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 10 tổ so với đầu năm. Trong năm 2023 và 5 tháng năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện đã tạo điều kiện cho trên 1.400 hộ nghèo, trên 5.400 hộ cận nghèo, gần 6.000 hộ mới thoát nghèo được vay vốn, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho hơn 12.600 lao động, gần 4.000 gia đình học sinh sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp cho hơn 19.200 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cùng các chương trình chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2023 còn 1,09%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3,24%, góp phần giúp 109 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phát động, gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Kết quả, trong 2 năm 2023 và 2024, huy động được gần 400 tỷ đồng để bổ sung tạo lập nguồn vốn nhằm thực hiện các chương trình chính sách trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc, cũng đề xuất với đoàn công tác về những nội dung liên quan đến các nguồn vốn, các chương trình phụ trách, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan như bổ sung thêm thành viên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia Hội đồng Quản trị, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, đồng thời bổ sung chương trình tín dụng đối với hộ có mức sống trung bình tại xã nông thôn mới, nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 5 năm để người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bố trí đủ nguồn vốn tín dụng chính sách cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đã cảm ơn đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trước khi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã có buổi đi kiểm tra thực tế tại đơn chương, từ đó chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong lĩnh vực tín dụng tại địa phương, cũng như nêu ra những định hướng lớn trong thời gian tới để Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận cũng gửi lời cảm ơn Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, phục vụ tốt các đối tượng vay vốn. Bên cạnh đó, đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng cần nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
quan tâm bố trí vốn ngân sách đáp ứng chỉ tiêu 15% trở lên cho hoạt động tín dụng chính sách, cần có những biện pháp xử lý những trường hợp vay vốn tín dụng đã đi khỏi địa phương. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt chỉ thị 40 của Chính phủ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng năm đối với các ban đại diện các cấp. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng lưu ý thêm, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng cần kiểm tra, rà soát việc triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên, tuyên truyền những chủ trương chính sách mới cho các đối tượng vay vốn nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Đam Rông lần thứ tư. Một lòng dân với đảng, làm hết việc, không làm hết giờ. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 6 tháng 6, huyện Đam Rông tổ chức đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 với chủ đề Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và 150 đại biểu đã tham dự. Báo cáo tại đại hội cho biết, huyện Đam Rông hiện có trên 58.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65% dân số. Những năm qua, kể từ sau đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đam Rông luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Diện mạo nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Thống kê trong giai đoạn 2019-2024, tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện ước đạt trên 7,5 ngàn tỷ đồng, tăng trên 754 tỷ đồng so với năm 2019. Chủ yếu tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ 3 năm 2019 đều đạt và vượt. Là địa phương có hơn 29 dân tộc anh em sinh sống, huyện Đam Rông luôn quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có một khu bảo tồn văn hóa truyền thống ở xã Đà Tông. Giai đoạn từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức 5 lớp truyền dạy cồng chiêng, tổ chức thành công Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Đam Rông lần thứ nhất, phục dựng và tổ chức thành công lễ hội cầu mưa ở xã Đà Long. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đam Rông đã ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác dân tộc ở huyện Đam Rông đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp của huyện, các đại biểu dự đại hội và đồng bào các dân tộc trong toàn huyện cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã thống nhất cử 25 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư năm 2024. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Nhất là lề lối, tác phong, giờ giấc làm việc đã được thực hiện nghiêm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, tạo sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với phương châm là làm hết việc chứ không là làm hết giờ, lúc nào cũng đảm bảo
công việc là bông hoa đẹp. Thì mình là thành phố du lịch mà. Thì bây giờ người ta đi tham quan du lịch thì người ta phải check in chụp hình những cái cây hoa và mảng hoa đẹp. Mình thấy mình làm được đẹp như vậy là đẹp đẹp cho thành phố. Là bản thân chúng tôi là thấy rất tự hào vì mình đã đóng góp một phần công sức của mình để cho phục vụ cho công ty và thành phố được xanh sạch đẹp. Làm hết việc, không làm hết giờ. Đó là khẳng định của chị Phụng cũng như nhiều viên chức và người lao động trong từng cơ quan đơn vị sau khi được học tập quán triệt và thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện chỉ thị cũng được triển khai bằng hành động cụ thể trong từng đảng bộ, chi bộ và đảng viên. Chúng tôi cũng ý thức rằng đối với người lao động thì cần phải tập trung để triển khai cho người lao động với các cái tiêu chí, tiêu chuẩn của đảng bộ đặt ra. Đối với đồng chí, đồng nghiệp thì như thế nào, đối với nhân dân, đối với công việc và đối với mình thì trên cơ sở đó thì mỗi người có ý thức được. Từ đó thì qua cái phong trào thì lan tỏa ra một số các cái gương điển hình trên một số các lĩnh vực. Trên cơ sở đó thì chúng tôi thường xuyên là biểu dương, khen thưởng những các cá nhân này rất là kịp thời. Với bộ phận một cửa, việc đảm bảo giờ giấc làm việc, nhất là tác phong, thái độ ứng xử của viên chức đã được cán bộ thực hiện nghiêm túc, qua đó đảm bảo giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân. Làm thì rất là mong, không có gì phiền hà, hướng dẫn là nhiệt tình, còn nhân viên thì rất là tốt. Việc triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị số 34 được triển khai sâu rộng, nhất là việc thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, mạnh dạn trong từng cách nghĩ, cách làm, tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Đối với tôi là một đảng viên và một cán bộ tại một cửa, thì tôi sẽ nói và đi đôi với làm. Làm vì lợi ích chung, làm hết trách nhiệm của mình, năng động, sáng tạo, hướng dẫn cho người dân một cách cụ thể. Ví dụ như hồ sơ trực tuyến là người dân không có tài khoản hoặc là chưa định danh mức độ 2 thì chúng tôi sẽ kích hoạt và tạo tài khoản trên dịch vụ công cho người dân. Quan trọng nhất là mình phải lấy cái tiêu chí là lấy người dân và doanh nghiệp làm gốc và mình phải phục vụ người dân làm sao mà để đạt được cái sự hài lòng của người dân. Đó là theo tôi là cái tinh thần chỉ thị. Nói đi đôi với làm điều đúng vì lợi ích chung, làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới, làm việc mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. Đồng thời cần tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân. Tránh đụng đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả. Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý. Những nội dung của chỉ thị số 34 đã thể hiện rõ và làm thay đổi tư duy hành động của từng cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân để cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 với nhiều chương trình sự kiện đặc sắc được diễn ra tại thành phố Đà Lạt và các huyện thành của tỉnh Lâm Đồng. Điểm nổi bật của tuần lễ vàng năm nay là các sự kiện được đầu tư quy mô và chất lượng, mang lại cho người dân và du khách những ấn tượng khó quên về cảnh quan, con người và những nét văn hóa độc đáo của xứ Nam Tây Nguyên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sôi động, sâu lắng, đậm đà bản sắc dân tộc. Kết nối quá khứ và hiện tại. Tất cả tạo nên những ấn tượng khó quên. Chương trình ban tổ chức rất là gọi là chỉnh chu hết mới có thể luôn. Em rất mong
mong là sẽ có nhiều dịp như thế này nữa. Vì mình là địa bàn là thuộc về du lịch nên là những cái gì mà phát triển cho du lịch được á thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Những khung cảnh nên thơ. Những dịch vụ chu đáo và những tấm lòng mến khách đã và đang lan tỏa những ấn tượng tuyệt vời. Muốn mang lại được những cái sản phẩm thật là chất lượng cũng như là những cái giá trị vàng đến cho người tiêu dùng. Chuẩn bị đầy đủ cái cơ sở vật chất và cho thêm ra một số cái dịch vụ mới này, một sản phẩm mới để phục vụ đúng cái tuần lễ vàng của tỉnh Lâm Đồng này. Cùng với các hoạt động du lịch, văn hóa, các trải nghiệm về ẩm thực, chương trình Đà Lạt Music Night Run năm 2024 tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt cũng là một trong những sự kiện nổi bật với hơn 5.000 vận động viên trong tỉnh, trong nước và các quốc gia tham gia, tạo nên một không gian đầy màu sắc và sự hứng khởi cho người dân và du khách. Là mình tham gia giải chạy này cùng với gia đình của mình, vừa du lịch và vừa tham gia giải chạy, nó mang cho mình rất là nhiều điều tích cực. Năm trước thì bọn em cũng đã tham gia và cảm thấy rất là thú vị, rất là thu hút, cho nên là năm nay hai mẹ con tiếp tục tham gia. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Lâm Đồng, điểm hẹn của hoa và âm nhạc, với nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, là hoạt động văn hóa du lịch thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022. Năm nay, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng với mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tập trung vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đúng như tinh thần đó, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh và đã mang đến nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn, đặc sắc, mang dấu ấn riêng của Đà Lạt Lâm Đồng, thu hút hơn 430.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện văn hóa nổi bật của Đà Lạt Lâm Đồng. Qua đó tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh của du lịch Lâm Đồng, tiếp tục định vị thương hiệu du lịch Đà Lạt Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Ngày 7 tháng 6, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chính quyền xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt chới với giữa dòng nước đang chảy xiết trên địa bàn. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6, nhóm thanh niên gồm 8 người, 7 nam và 1 nữ, rủ nhau ra sông Đồng Nai, thuộc địa phận thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, chơi và tắm. Khoảng 15 giờ cùng ngày, 3 người gồm 2 nam và 1 nữ lên bờ trở về nhà. Lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày, dòng nước lớn bất ngờ cuồn cuộn đổ về hạ lưu, khiến 5 người là anh Đặng Nguyễn Anh Phong, sinh năm 2006, Bùi Huy Hùng, sinh năm 2006, Dương Nguyễn Phong, sinh năm 2003, Nguyên Công Phương, sinh năm 2002, cùng trú tại xã Tân Lâm. Nguyễn Minh Trí, sinh năm 2002, trú tại xã Đinh Trang Thượng, bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết. Nhóm thanh niên này chới với ở tảng đá giữa sông Đồng Nai. Tình hình ngày càng nguy cấp khi nước chảy xiết và dâng cao rất nhanh, nguy cơ nhấn chìm luôn tảng đá nơi nhóm thanh niên đang mắc kẹt. Nhận được tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã báo cáo nhanh đến Công an huyện Di Linh, đồng thời cùng các cơ quan chức năng của xã triển khai các phương án tiếp cận, giải cứu nạn nhân. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã trực tiếp chỉ huy 20 cán bộ chiến sĩ công an băng gần 10 km đường đồi núi đến hiện trường, động viên hướng dẫn các nạn nhân mắc kẹt bình tĩnh di chuyển đến các vị trí mỏm đá an toàn, đồng thời khẩn trương giăng dây tiếp cận được nhóm thanh niên bị mắc kẹt, giải cứu thành công, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày tranh tài, ngày 7 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã bế mạc giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 20 bộ huy chương vàng và cúp cho các cá nhân và tập thể vô địch ở các nội dung. Được biết, giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng năm nay thu hút 185 tay vợt đến từ 12 đơn vị huyện thành và các sở ngành, các câu lạc bộ trên toàn tỉnh tham gia tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Thi đấu tranh 23 bộ huy chương ở nhóm quản lý từ 51 tuổi trở lên và 50 tuổi trở xuống, và nhóm tự do theo 6 nhóm tuổi, nhóm 1 không phân biệt lứa tuổi, nhóm 2 từ 36 đến 40 tuổi, nhóm 3 từ 41 đến 45 tuổi, nhóm 4 từ 46 đến 50 tuổi, nhóm 5 từ 51 đến 55 tuổi, nhóm 6 từ 56 tuổi trở lên. Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt. Giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn cầu lông trong tỉnh. Cũng thông qua các hoạt động thể thao là môi trường tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Nội dung chính sẽ có trong phần tin trong nước. Thêm nhiều nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vườn quốc gia Phủ Quang hồi sinh động vật quý hiếm. Tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Phó Tổng cục trưởng Triệu Tăng Liên dẫn đầu đã thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Hai bên đã thảo luận nhiều nội dung nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trong thời gian tới. Năm tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt 6,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ước đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc làm việc lần này, hai bên đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với khỉ xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và chứng kiến ký tắt kết thúc đàm phán nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu dừa tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã thống nhất để ký được hai nghị định thư. Và nghị định thư đầu tiên chúng tôi phải nói rõ đó là nghị định về cái quả dừa tươi. Đây là một trong những sản phẩm nông sản mà được cái thị trường của Trung Quốc rất là yêu mến. Sản phẩm thứ hai, hai bên bàn rất sâu về vấn đề thúc đẩy thương mại xuất khẩu cá tầm và giải quyết vấn đề khúc mắc giữa hai bên, đặc biệt là cá tầm nhập khẩu vào Việt Nam. Trong thời gian tới thì chắc chắn là cái ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cái kỳ vọng hơn nữa, đặc biệt là chúng ta đã quan hệ một cách sâu rộng, cách bền chặt và rất thiết thực với cái thị trường Trung Quốc. Hiện Việt Nam đã có 12 mặt hàng rau quả xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, bao gồm dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi, khoai lang, thanh long, chôm chôm, xoài, vải thiều, nhãn, mít, tổ yến và bột cá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang thúc đẩy mở cửa thị trường này cho các sản phẩm tiếp theo là chanh leo, ớt và sầu riêng đông lạnh. Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết sẽ giao các cơ quan kỹ thuật xem xét và sớm xử lý hồ sơ đăng ký xuất khẩu nông thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc. Những năm qua, mỗi khi nhận được thông tin có động vật cần giải cứu, nhóm cán bộ Vườn Quốc gia Phủ Quang, tỉnh Hà Tĩnh lại lập tức lên đường cứu hộ. Họ được ví là những bác sĩ không chuyên đã hồi sinh cho hàng ngàn động vật hoang dã trả về môi trường tự nhiên. Tại trung tâm cứu hộ của Vườn Quốc gia Phủ Quang, thời điểm này vẫn đang nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ hơn 50 cá thể động vật quý hiếm được cứu hộ, trong đó có hơn 20 cá thể khỉ và vượn và hơn 30 cá thể rùa. Trong số này có nhiều cá thể sắp được trả về tự nhiên. Hiện tại thì Vườn Quốc gia Phủ Quang là chưa có thú y, nên là khi mà các cá thể nào bị bệnh hoặc là bị thương thì cũng là đáng tự mình chữa trị và hỏi tư vấn từ các chuyên gia, thì lúc đấy là mới cứu hộ được. Được thành lập từ 6 năm trước, từ đó đến nay, bất kể ngày hay đêm, khi nhận được thông tin từ người dân hoặc lực lượng chức năng có động vật cần bàn giao, cứu hộ, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang lại cấp tốc lên đường đến tiếp nhận, mang về chăm sóc và nuôi dưỡng. Đến công tác bảo tồn, thì trên cơ sở với nhiều mục đích thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát rất thiết kỹ về chỗ cái đảo này, về cái thứ nhất về diện tích cũng như là bên chỗ liên quan đến cái thảm thực vật để cho cái đàn khỉ có thể là hòa nhập được vào cái môi trường tự nhiên và có thể là tự kiếm ăn. Trong 6 năm qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận, chăm sóc và tái thả được 1.500 cá thể động vật hoang dã, chủ yếu là khỉ, vượn, chăn, rắn, cầy, rùa. Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng vinh dự được nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN, là nơi bảo tồn động vật hoang dã. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi những phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.